Xin chào anh em. Sau khi làm về video các vị tướng hộ công có vẻ rất hợp khẩu vị anh em, bởi đó các vị tướng dù xạ thủ phế thì với gánh tốt chẳng vấn đề, nhưng cái vấn đề to nhất đó chính là hạn chế mặt ao sát thủ và các vị tướng được tanker kẻ địch khi khép góc chủ lực. Hiện tại meta đang rõ ràng thiên về các vị tướng tanh có sức chống chịu cực khỏe, làm tường trường đội phía sau rất tốt, hơn là các vị tướng trợ thủ mỏng manh. Tất nhiên đánh đơn thì không được ưa chuộng quá nhiều, anh em dù đen ở slot 5 buộc phải đi trợ thủ thì cũng thích cầm hồi hộ công kiểu nhà Richter, Strowman, Wunder. Nhưng anh em có thể thử lao vào giữa đường kẻ địch để giao tranh và hiên ngang bước xa mà vẫn còn nhiều máu chưa, đó là flow của phiên bản trước thôi. Đó là lý do ta chọn vị tướng này, đặc biệt đi team 3 hoặc 5 anh em càng nên sử dụng nhé, vì sức mạnh đã được chứng minh ở rank và một số vị tướng được anh em game thủ nhiều sao chơi rất hiệu quả. Nào bắt đầu tìm hiểu ngay. À anh em ơi, theo thống kê của kênh TNG thì chỉ có 40% anh em khán giả là những đăng ký kênh, còn lại 60% là quyền đăng ký đó, mặc dù luôn là người ủng hộ F và xem clip thường xuyên đấy. Ấy vậy buồn hơn là video toàn chục nghìn, trăm nghìn view mà mới có 1.000 like thôi. Anh em nhớ like, tạo động lực cho S nhé. Team cứ hot anh em ơi, trên tngshop.vn đang diễn ra sự kiện tuyệt vời. Hàng ngàn event đang diễn ra, đầu tiên là bán nick Liên Quân siêu rẻ, bán không hết lời nè. Ngoài ra anh em để sở hữu ngay cho mình một cái nick rank cao thủ tại vòng quay nick rank cao thủ với chỉ 11k. Không thế, shop còn đưa ra sự kiện đưa top nạp thẻ, giải thưởng tới 30.000 quân huy, vô cùng hấp dẫn nhá. Anh em mà chần chờ gì thêm, truy cập ngay tngshop.vn để tham gia sự kiện và nhận ngay những ưu đãi riêng cho mình. Thứ nhất, Arum không như là vị tướng đang hot ở rank mà nó lâu lâu còn bị cấm rất là nhiều. Thực ra cách khắc chế Arum không nhỉ? Có chứ, anh em có thể pick các vị tướng rìa xa kiểu như bọn Iggy này, các vị tướng xạ thủ chăn thả thì lại quá hiệu quả. Nhưng đi rank đơn ấy khó pick được kiểu counter kẻ địch lắm, thích là chơi thôi. Nhưng chính vì điều đó, đi đơn Arum em thấy đáng sợ nhất, kiểu vào rừng hỏi thăm kẻ địch mà team lại không ai giúp, điển hình giữa rank cao thủ là nhất. Nhưng nếu đi team thì sao, chắc chắn Arum phải thật sự cân nhắc thì muốn cướp hoặc là phá. Không ai muốn đối đầu một con tướng khỏe ở dạng đầu game, hung thần của hội tay ngắn. Điều khó chịu nhất của Arum, anh em không sợ nó cướp quái, mà đó là rìa máu rừng kẻ địch và khiến rừng kẻ địch bị tổn thất máu quá lớn, khó đi gank vị trí khác. Đương nhiên chính cái mộc giáp góp phần to lớn tạo ra sự ức chế này. Yên tâm nhé, sắp tới mộc giáp sẽ bị giảm sức mạnh rồi. Tuy bá đạo là vậy, nhờ việc đao chiều này, sách được rất là nhiều vị tướng lựa chọn nên Arum không thể càn quét lao vào quá ăn độc. Đặc biệt có đi cướp hay là phá ấy, thì phải kêu hội kêu bè nhá. Đặc biệt cướp phá rừng kẻ địch phải ưu tiên đường tà thần, chứ đừng dồn có thằng xạ thủ trợ thủ phải toang đấy. Thay vào đó, anh em nên lựa chọn thời điểm để lao vào và ép góc không chế chủ lực đối phương. Vậy thì khi nào mới pick Arum? Anh em nhớ là kẻ địch càng nhiều bị tướng cận chiến, Arum càng được diễn nhá. Có trang bị, Arum vẫn ưu tiên lên giáp và máu, càng chơi càng tốt, không cần phải mấy cái trang bị kiểu là thủy hệ phép hay là trượng băng gì đâu. Chúng ta sử dụng mộc giáp, nâng mắt chiêu 1 và cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến, có đột biến mà bắt chủ lực nhé. Anh em đánh Arum ấy nên chú ý lúc nào cũng phải có 3 con linh thú vây quanh và chỉ phóng xuất linh thú khi chiêu cuối còn hoặc là cần thiết. Không nên cho tranh tổng mà xả hết linh thú nhá, xả xong là các bạn toang đấy. Thứ hai, Tara, đứa đua bà trùm của AMCI Coin Mode với tỷ lệ thắng 100% với sự trâu bò khủng khiếp. Nếu bạn đã xem qua hẳn là biết Tara mùa này như một cô máy hồi phục cùng chiêu cuối và phi hiệu mộc giáp. Còn đến thấp máu ư, chúng ta thuần nhâm thạch cùng cái lượng sắp ảo khổng lồ, thực sự đây xứng đáng của bài tanker khó chịu hiện tại. Giết chơi đeo ray cực tốt, các anh em cầm Tara ấy, chúng ta khả năng càng rất mạnh nè, hồi phục khỏe giúp Tara gần như không phải về để đào hồi phục và câu được rất là nhiều sát thương cùng chiến thức của kẻ địch và thoát ra an toàn. Tara thường hợp với các dạng đội hình làm lá chắn nhé, nó rất là khác với bọn bảo kê. Vì dù gì khả năng khống chế dưới chân của Tara là không phải mạnh, nên việc làm tuyến chống chịu sẽ phù với Tara hơn. Anh em có thể đánh Tara đi trợ thủ hoặc là sơ đường với một dạng sơ đồ gồm xạ thủ và khả năng xả thương liên tục như kiểu bọn Lavi, Cavani. Bọn này không cần phải bảo kê tận răng, mà bọn này cần góc để bắn, có góc là bắn được. Ngoài ra các chiến thuật là hai cánh đấu sĩ nè, Tara đi trợ thủ lấy tầm nhìn cho các xạ thủ đi rừng dạng Elando, Phoenix đều được các cao thủ nhiều sao tận dụng cực kỳ hiệu quả. Anh em thử đi, vì có lượng máu trâu và hồi phục tuyệt vời, các bạn có thể check bản đồ an toàn, không dễ bắt hoặc xuất chết được đâu. Chúng ta sử dụng hiệu mộc giáp, nâng mắt chiêu 2 và cài máu thứ nhất bổ trợ cấm trụ nhé. Tara ở rank chưa được đại đa số anh em biết tới sức mạnh, nên hy vọng qua clip này anh em tối ưu hơn con bài này. Nhưng nếu team pick mấy con kiểu bọn John mà kẻ địch toàn Volcat Juka ấy, chúng ta phải xem xét lại cẩn thận nhé. Tướng sẽ mạnh nếu đi kèo tốt. Thứ ba, Zip. Anh em đi team 5 không thích thả Zip cho lắm vì độ chiến thuật của nó, nhưng đi đơn thì sao? Anh em bây giờ thể cày top chiến lược được rồi. Một Zip lên full chống chịu sẽ trở thành một con mồi câu sát thương quá đáng gờm, dễ khiến kẻ địch mất đi toàn bộ ý thức và để đồng đội dễ dàng xử lý hơn. Địch xả hết combo, Zip phút chiêu 2 ào toàn bộ, đó là chuyện hay gặp. Và đó là lý do vì sao anh em mà chơi bọn sát thủ muốn nhịp kiểu Zuka, Batman ấy và một vài vị tướng khác cực kỳ ghét Zip. Kể cả gặp chiếc cuối của Omen, Sick Arum hoặc Aether, Zip thể nuốt đưa đồng đội đi xa và đi chơi luôn. Đương nhiên có cách khắc chế Zip, một là dồn đam đánh sấp mặt Zip. Thứ hai, anh em thường hay chọn Ata để Zip có hút cũng không chạy được, kiểu chạy đang chơi. Zip có gì bảo kê tốt nè, lấy đường khỏe, giao tranh cực có ích, cực kỳ sức ép ở đầu game. John thì đang rất là mạnh, nếu có một thêm trợ thủ kiểu bọn Zip, Pena, Aether
và còn nhiều con bài tạo điểm tựa khác chắc chắn bán hết. Chơi riêng các bạn phải nhớ rằng chiêu 2 rất tốn năng lượng nên chỉ nuốt khi cần và không nuốt khi sắp giao tranh hoặc là ganh, vì đây là chiêu thức out kẻ địch và kê cho team. Anh em chỉ cần vuốt nhà tạo giáp ả được rồi. Anh em tận dụng chiêu 2 để không bị khống chế nhé. Chúng ta sử dụng mộc giáp hoặc là du hiệp, nâng mắc chiêu 2 cài máu thấp nhất bổ trợ tốc hành. Chơi riêng đầu game anh em thể cướp phá rừng hoặc đóng băng lính ở đường khiến kẻ địch bị thọt, chậm thời gian đi ganh. Anh em nhớ tận dụng nhé. Thứ tư, Grack là vị tướng mà anh em thường nhận định. Grack địch kéo đâu trúng đó, Grack mình kéo 10 lần trúng 1. Trong một ngày đẹp trời, Grack có thể kéo tất cả đối thủ, nhưng đôi lúc các bạn nếu mất bình tĩnh ấy, các bạn sẽ không kéo được ai đâu. Nhưng nếu kéo hụt thì xác định đến hụt liên tục. Vậy nên tốt nhất kéo hụt thì đừng kéo nhiều quá, cứ đợi đồng đội khống chế ta kéo sau. Đáng sợ nhất chắc là combo kiểu Grack Vera hoặc là Grack Data, toàn thể loại sốc đam, sợ thực sự. Chơi Grack, anh em ngoài việc có thể vận dụng các kỹ năng định hướng tốt, còn phải phán đoán hướng di chuyển của vị tướng địch để thể dễ dàng tung chiêu chính xác. Đây là một trong những lựa chọn được anh em rank Việt cực kỳ ưa chuộng, đơn hay team, thấp hay rank cao, nhiều sao đều vậy, cực đột biến. Ngoài ra, combo chiêu cuối tốc biến vẫn là độc chiêu tạo ra sự biến cao và khả năng khống chế, loại bỏ nhiều mục tiêu cho tranh. Vậy thì anh em pick Grack sẽ cố gắng tấn công vào các mục tiêu không quá cơ động mới có thể giết chúng được. Hoặc là team có thêm các vị tướng khống chế rồi anh em dễ kéo hơn, ví dụ là chiêu cuối Lavi, chiêu một Slim, hay là cà pha khống chế của vị tướng đi đường mid, ví dụ chiêu 2 Crisis chẳng hạn. Mặc dù là tanker nhưng Grack không phải là dạng trâu bò đến mức lao lên càn quét như Tara được đâu. Anh em chưa dạng ở đỉnh đập và gây bất ngờ thôi, hạn chế bị câu máu mà anh em lại không giúp được gì cho team nhá. Chúng ta sử dụng một giáp ở chuyển sinh, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thấp nhất bổ trợ nhiệt tốc biến rồi. Grack sẽ cực tốt ở trong khâu trang ép trụ kẻ địch khi có lợi thế, nhưng nếu team mất lợi thế đừng lo, chỉ cần kéo được chủ lực kẻ địch, wow, ta đột biến và lật kèo luôn. Nhưng con này đòi hỏi anh em phải luyện tập rất là nhiều, nhớ cân nhắc nhé. Thứ năm, Grack. Sau khi chỉnh sửa, Grack đang một vị tướng tanker đánh giá cao, đặc biệt khoản băng xà. Kết hợp với team như kiểu bọn rứa bố Aeron thì ngon phải biết rồi, hoặc là sát thủ như kiểu Aoi Nagrod đều là con bài thích kiểu băng xà, cấm trụ thêm lại tuyệt vời. Có chiêu cuối là băng xà luôn. Có Grack anh em ưu tiên pick các vị tướng quả năng băng xà như hết kể trên. Ví dụ kiểu bọn là Zata rứa bố mà kết hợp với Grack băng trụ thì ôi trời ơi, quá ngon đúng không nào. Thêm nữa là cái phù hiệu mộc giáp đang cực thịnh hành cho vị tướng tanh, tăng sức càn lướt khủng khiếp, sẵn sàng lao vào câu kéo mọi chiêu thức và sát thương kẻ địch gây ra để cho chủ lực và dàn sau thoải mái chơi ở băng xà. Nhưng anh em phải chú ý rằng không phải lúc nào Grack cũng có thể hổ báo được. Chúng ta phải hiểu được Grack trâu ở mức nào. Nhưng chú ý là tránh các vị tướng xạ thủ gây được cái lượng sáng chuẩn hoặc là phần trăm máu kiểu bọn Heate hoặc là Zone mà bọn nó được bảo kê nhá. Đừng để bọn này được bắn free cấu rỉa là có máu nhiều lúc nào ấy thì cũng toang thôi. Theo tranh ấy, nếu ở dạng tí nị có thể bảo kê chủ lực nhờ tạo giáp và đẩy kịch ra. Còn chiếc cuối ư, kẻ địch càng đông càng tốt nếu bạn có thể có một vị trí khép góc và tấn công chuẩn trình. Chúng ta sử dụng mộc giáp này, nâng mắc chiêu 2 cài máu thấp nhất bổ trợ cấm trụ. Với vị tướng tanker hiện tại ấy, dùng cấm trụ anh em nên ping cho team trước, đừng một mình lao vào trụ không hiệu quả đâu. Đồng đội đi đánh đơn mà, làm sao biết được khi nào bạn tấn công đúng không, nên phải ping thật nhiều. Cấm trụ cũng giúp cho anh em có tình huống thủ trụ cực lực này, cuối game khoảng 6 giây hơi bá đạo đấy nhá. Và đó là vị tướng nếu có trong team thì ai cũng khoái cả thôi. Anh em nào từng chơi qua rồi hãy để lại chat một dòng review ở dưới phần bình luận nhé. Sẽ rất là mạnh nếu kết hợp với team tốt, rank đơn nhiều sao một chút sẽ ca team ngon hơn. Còn anh em đi team 3, team 5 thì lại quá đỉnh cao, nhớ chơi nhé, đánh phê phải biết. Thực ra thì các vị tướng có thể khép góc, có thể hứng đam ấy thì rất là nhiều, không chỉ là ở vị trí trận thủ đâu mà còn rất là nhiều vị trí khác. Đó thể là đi rừng với vị tướng đấu đi lên semi hay là kiểu như bọn Skirt đi, cũng là một vị tướng chống chịu ra căng đúng không nào, tức là có rất là nhiều vị trí khác. Hay nhà như Floor khi mà chưa bị giảm sức mạnh mất đi 60% bình thường đi, đó là một vị tướng như vậy. Hoặc các bạn chơi các vị tướng kiểu như là Omen sâu đường này lên chống chịu cho team ra tuyệt vời luôn nào. Đã có rất là nhiều sự chọn khác để hợp với ta hơn. Nhưng nếu các bạn để ý ấy thì bây giờ ở vị trí trợ thủ, kể cả là bạn muốn hay là các bạn không muốn, thì các vị tướng có chống chịu tốt đang được anh em đánh giá rất là cao, kể cả là mọi bậc rank hay là như trong giải đấu đi, thì đều được nhiều người sử dụng hơn. Nó có lợi ích của nó và lợi thế của nó cả đó anh em. Vậy thì anh em muốn ép làm về các nội dung gì, các vị tướng nào, thì anh em comment dưới video nhé, để em có thể biết được các bạn muốn như nào và gửi đến cho anh em các clip sớm nhất. Còn anh em hỏi là tại sao lại để cái trải nghiệm game 1,8 triệu subscribe rồi ảnh của S, thì thực ra ấy, để hiểu anh em sớm đăng ký hộ S sớm đạt 2 triệu subscribe nha anh em ơi. Anh em ơi, S bây giờ đã trở thành đối tác của Facebook rồi. Mỗi ngày 3 clip, 2 clip trên YouTube và 1 clip độc quyền trên Facebook. Các bạn đừng quên lên ngay fanpage link mô tả để không bỏ qua các video của S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh
cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.